Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Tin học ứng dụng. Thì cái video này sẽ hướng dẫn các bạn thực hành một cái đề PowerPoint tổng hợp. Thì để tiết kiệm thời gian thì cái phần nào mà có nội dung nhiều thì mình chỉ chèn cái text box vào thôi. Nội dung thì các bạn có thể tự đánh vào. Phần nào nội dung ít thì tôi có thể đánh để mô phỏng các yêu cầu. Ở đây đây là một cái dạng bài tập tổng hợp, thì cũng như các cái bài tập khác thì các bạn ngoài cái việc quan sát cái nội dung của bài tập thì các bạn phải đọc các yêu cầu để mình làm đúng các yêu cầu thì mới đạt. Cái việc lưu thì các bạn có thể tự làm nhé, này mình đã làm nhiều rồi. Thì cái phần PowerPoint này đã có dữ liệu kèm theo thực hành rồi. Giờ ta đọc từng yêu cầu. Yêu cầu thứ nhất thì mình sử dụng cái slide master để thiết kế cái mẫu như thế này. Mình quan sát cái mẫu slide master theo yêu cầu thứ nhất thì mình thấy từ cái slide 2, 3, slide 4 giống. Trong cái bố cục layout là title and content. Bây giờ mình mở một cái PowerPoint lên và mình thấy là không có chọn các cái mẫu design ta không yêu cầu nhé. Mình vào slide master này. Mình chọn cái mẫu là gì? Title Content là cái mẫu này. Đấy, nó hiện lên là Title and Content Layout. Mình thấy có một cái hình. Mình nó chèn vào. Là Insert Picture theo cái dữ liệu mà ta gửi kèm ấy. PowerPoint buổi 1 này. Này, cái hình số 2. Chèn vào. Mình có thể dùng phím mũi tên di chuyển cho nó chính xác. Rồi, đó là cái hình ở phía trên. Một cái hình phía dưới. Hình số 3. Là một cái lằn ngang. Mình nhìn theo cái mẫu này, lằn hình số 3 này. Này nó không tới bên này, mình dùng phím shift để ta chỉnh cho nó ngay. Cái slide number này nó không nằm vị trí này mà nằm bên này theo cái màu. Đây là một cái hình của ngân hàng Vietcom. Đây mình chỉnh lại cái kích thước nha, ở vị trí này để giống cái bài tập. Ở đây thì mình đọc là chèn hình và định dạng nút mẫu, đó là hình 2, hình 3 mình vừa chèn vào đấy. Và chèn cái shape frame. Và đây là cái shape frame. Cho cái slide number nó hiện lên cho nó. Chèn hình định dạng là hình 1, tức là cái hình để liên kết về cái slide đầu tiên. Hình 1 là biểu tượng của Vietcombank. Ở đây mình còn thiếu cái là mình chèn cái frame của cái shape vào. Cái frame là cái này nha. Cái đường trỏ chuột nó hiện cái chữ frame, cái khung. Khung này thường trong cái đề là nó không có màu thì mình bỏ màu đi. Rồi. Rồi. Đó là cái yêu cầu của cái câu thứ nhất. Và mình trở lại line bình thường. Các bạn chèn vào ba line thì mình lấy thấy từ line thứ hai trở đi nó có cái layout là title content thì nó có cái mẫu của cái slide master mình thiết kế hồi nãy. Giờ để cái số slide nó chưa hiện là mình nãy trong slide master mình chưa chọn slide number nó hiện lên đấy. Bây giờ mình chọn cái slide number check vào đây thì nó mới hiện lên. Không, hiện lên số slide. Tính từ slide thứ hai. Đó là cái câu thứ nhất. Câu thứ hai là tạo tập tin trình diễn gồm 4 slide. Mình chèn vào 4 slide đấy. Thứ ba là nhập nội dung và định dạng các đối tượng trên slide. Slide 1 thì chèn định dạng hoặc ạp Vietcombank đúng mẫu. Ở đây mình thấy cái slide 1 có cái chữ Vietcombank nè. Slide 1. Chèn hoặc ạp. Cái chữ có cái bóng.
Đánh là Việt cơm tên. Các bạn chỉnh lại cho đúng cái mẫu đó này rồi tuần kim thôi. Bỏ lỗi chính tả nhìn cho nó. Để mà chỉnh cái quạt hạt này thì Text Effect nữa, Change Form nữa. Mình chọn các cái mẫu cho nó giống nha. Để cái màu của nó là màu gì? Mình không hiện màu, mình chọn. Thôi, chèn cái hình thôi, hình số 1. Các đối tượng mình không sử dụng mình có thể bỏ đi. Rồi, chèn cái Smart Add vào. Chọn cái kiểu Smart Add dạng list không? Quy trình này. Này. Rồi mình gõ chữ vào thôi. Giới thiệu các dịch vụ cá nhân, các dịch vụ doanh nghiệp. Ở đây mình sẽ chỉnh cái độ bóng. Rồi. Chúng ta muốn di chuyển ta nếm nguyên cái này. Những cái test nào mình không sử dụng mình có thể xóa đi. Như vậy mình sẽ làm được cái yêu cầu của cái line đầu tiên. Chèn quạt hạt Vietcombank, chèn Smart Hạt Step Down Resources, nhập đầy đủ nội dung này. Line 2 thì mình nhập đầy đủ nội dung định dạng, chèn hình và định dạng đúng mẫu, hình 4, hình 5. Quan sát cái line 2. Line 2 này, đây, cái hình này chèn vào, nội dung vào. Nội dung như đã nói thì các bạn tự đánh vào nhé. Chèn cái hình Việt cơm này, hình thẻ này. Đây, một hình. Rồi, ok. Ở line 3 thì mình cũng chèn cái Smart Add. Sử dụng tập tin hình 1 và hình 6. Đây là các dịch vụ cá nhân. Đây mình chọn cái chết test màu trắng cho nó hiện lên này. Chèn cái Smart Add vào. Smart Add có chèn hình đấy. Một hai bốn năm. Nên chèn thêm này. Tài khoản thẻ tiết kiệm đánh vào luôn. Chuyển và nhận tiền cho quay cá nhân. Cái hình chèn hình này vào. Rồi, ok.
là các bạn chèn những cái hình theo như cái mẫu điện thoại này. Rồi có dữ liệu kèm theo. Đó, cái hình này. Mình được cái nội dung của slide số 3. Chà. Tiếp theo, slide số 4. Slide số 4 này thì tạo cái nút vào cái test nhập vào thôi. Chèn shape, nhập đầy đủ nội dung và định dạng nước mẫu, thiết lập quy trình chiếu nhấp vào shape dịch vụ trình chiếu slide 3, 4, 2, 1. Đây là slide 4. Mình chèn vào một cái shape. Cái này các bạn chèn vào nhập nhé. Cái shape nhập nội dung vào. Lưu ý là mình chọn lại cái test align cho nó nằm trên và bên trái, rồi mình bắt đầu nhập chèn full led. Bây giờ tôi nhập cho một dòng hay dòng tài khoản doanh nghiệp, thanh toán, quản lý tiền tệ. Ví dụ các bạn nhập như thế ha, enter xuống. Rồi. Tạo một cái nút dịch vụ. Thiết lập trình chiếu. Cái này hơi khó nè, cái này mình phải dùng cái chức năng tạo cái bộ trình chiếu custom show. Slide show, custom show, tạo cái custom show mới. Lấy là 3, 4, 2, 1. Ok. Sau đó mình sẽ liên kết cái bộ trình chiếu này, cái nút này tới cái custom show vừa tạo. Đó. Thì khi trình chiếu nó sẽ theo thứ tự 3, 4, 2, 1 theo yêu cầu. Yêu cầu thứ tư, tạo liên kết giữa slide trong khi trình chiếu, giới thiệu, trình chiếu nội dung slide 2, nhấp vào cái năng, chiếu slide 3, nhấp vào doanh nghiệp, trình chiếu slide 4. À, này là thao tác này dễ nhé. Mình đi qua đây mà chọn hai bên link thôi. Slide 2 này. Slide 3. Và slide 4. Mình thực hiện được cái yêu cầu câu thứ tư. Câu thứ năm là đặt hiệu ứng cho các đối tượng trên các slide chuyển và chuyển tiếp slide, đặt hiệu ứng xuất hiện và hiệu cho hoặc là slide 1. Hiệu ứng chuyển tiếp các slide là cover. Hiệu ứng xuất hiện cho cái hoặc hạt này. Animation hiệu ứng xuất hiện là cái màu ở bên. Size code. Rồi. Hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide trên session over cho tất cả các slide. Đó. Từ bên trái sang thì đây mình chọn from left rồi lưu lại dưới dạng tập tin dưới dạng PDF cell hay. Ví dụ mình lưu trong cái ổ đĩa đặt tên Vietcombank, chọn PDF. À, như thế là mình đã hoàn thành các yêu cầu mình thiết kế. Ở đây mình thiết kế cũng chưa hoàn toàn chính xác, tôi làm tiết kiệm thời gian các bạn, video nó khá là dài, mình thao tác nhiều, thao tác chi tiết cũng rất dài, nhưng mà quan trọng ở đây nó chỉ có một số cái kỹ thuật thôi. Kỹ thuật ở đây hơi khó là định dạng cái slide master và một số cái kỹ thuật chèn custom show. Còn các cái kỹ thuật còn lại là các cái kỹ thuật cơ bản. Hy vọng là cái video này sẽ ôn lại cho các bạn được một số cái kiến thức. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.